Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục mình sẽ review team anh em. Tiếp tục build team và review team ha. Team này thì 400 em nha anh em ha. Nó có trên hàng tấn công là có Mbappe nè, Lewandowski và Rafinha. Tiền vệ thì có Gullit, Pride, còn Pogba. Hậu vệ thì có Jordi Alba nè, có còn Rüdiger, còn Ferdinand và còn Blas. Đó, cuối cùng là con GK Van der Sar. Thì ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái đội hình này, mình sẽ đánh giá cho anh em như thế nào ha. Đó, thì ok anh em, thì mình sẽ đá, mình tập trung như mình đá. Mình nói ít thôi, nói ít về phân tích cầu thủ thôi, để mình tập trung như mình đá rồi cuối clip mình sẽ phân tích từ từ cho anh em. Đó, đội hình này như thế nào. Đó, anh em nên bổ sung hoặc là anh em thay thế như thế nào. Đó, cầu thủ nào ok. Đó, thì ok anh em, hàng công thì có Mbappe, Lewandowski, Rafinha cũng là khá ngon anh em. Tiền vệ thì khá gọi là gì ta, cơ bắp là Pogba và Gullit. Con Pride thì hơi nhỏ con chút nhưng mà cam không sao anh em. Đó, ok anh em, bây giờ tập trung chiến đấu nha. Mbappe, Gullit sút không được, một pha đi banh sút banh của Gullit nhưng mà nhìn chút đồng đội anh em. Mình chuyên gia hay đi banh cái kiểu đó mà sút đó toàn là chút đồng đội không à. Đó, anh em thông cảm nha, mình đang bị ho nên cái tiếng mình có thể là khác chút xíu nha anh em. Đó, thì đây không cảm ha. Rafinha, đồ bạn cũng đang dùng Rafinha anh em. Đó, Nabil, Waker. Thì mình sẽ làm một series gọi là gì ta, review và đánh giá đội hình cho anh em ha. Nguy hiểm quá, sút vào Taremi anh em, một pha gọi là xử lý bàn rất tốt của Taremi anh em. Quá hay, một pha xử lý quá hay của đồ bạn luôn. Nhìn anh em đấy, từng bàn lên chút bàn sống luôn, quá đẹp. Cái này thì cua tỏ nó bó tay anh em ơi. Thôi mình tiếp tục anh em, nói chung là mình phải cố gắng thôi, dẫn trước rồi không sao hết, hay lắm. Mbappe chuyền vào, đánh đâu không được, Ferdinand gì mà lên không phải anh em, sorry anh em, nhìn lộn rồi, mình nhìn lộn, tưởng Ferdinand lên tới đó đánh đầu chứ, mà Ferdinand của đội bạn. Jordi Alba, Lewandowski, Rice, hay lắm, Gullit, Rafinha, vẫn còn, Rafinha, không được rồi, và xử lý lỗi của Rafinha rồi. Nhà bên, Rafinha, vẫn đang kiếm đồng đội anh em ơi. Đây, Flap, Pogba, Gullit, không được rồi, một pha chỉ có ý đồ của Pogba cho Lewandowski nhưng mà không thành công rồi. Phạt góc, Jordi Alba, anh sẽ làm gì đây, chuyền vào, bắt đầu vào Rüdiger anh em, Rüdiger đấy, một pha đầu quá dũng bắn của Rüdiger, quá tuyệt anh em ơi. Anh nhìn lại pha này quá hay anh em ơi. Đây, móc một pha băng cắt vô, quá dũng bắn của Rüdiger, thì số là một đều rồi. Kudus, Rafinha, chờ mình đi. Kudus, hãy ra Taremi, một toàn rồi. Mbappe, Lewandowski, một pha phản công, đúng rồi, chấm chạy quá. Mbappe chuyền quá, Lewandowski chấm quá, sút không vào, pha bay người của thủ môn rất hay anh em, phải là sút xả quá hay của Lewandowski nhưng mà hùng bay người hay quá thì vào, đánh đầu không được, phải đánh đầu khác bằng cách nhưng mà không thành công rồi, vẫn còn ra phía nhé. Lewandowski, Jordi Alba chuyền vào, đánh đầu vào Gullit anh em, Gullit lại là một pha đánh đầu, Gullit rất hay anh em ơi. Gullit thì cao to rồi, không phải nói nhiều rồi, rim icon mà. Chỉ có điều là gì anh em, là over 99 hơi thọt thôi, bây giờ là cầu thủ trên 100 rất là nhiều đó, nhưng mà Gullit vẫn xài ngon nha anh em, rim icon vẫn xài ngon nha. Đó đấy, mình đã lộn mình chào trong hiệp 1 anh em, thì số 2-1 rồi, quá tuyệt vời, còn hai pha đánh đầu của Rüdiger và Gullit. Bây giờ mình sang hiệp 2 nha anh em, đội hình này đã khá ổn anh em ơi, đấy khá ổn đó. Nói chung anh em là mà tay trình độ tốt chút là leo lên 100 cũng được. Bạn này thì lấy top 50 anh em thấy không, logo 50 kìa. Thì so với trình độ anh em, nếu mà anh em nào mà đã top thì leo 50 là bình thường, đó đội hình này nè, lấy top 50 là bình thường anh em, đó thật sự luôn. Nguy hiểm quá, quan trọng là anh em hãy bình tĩnh trong trận đấu, xử lý banh, đó như banh như nào, đó
MB. Muốn lại MB, không được rồi. Một pha đi bàn không thành công của MB rồi. Đấy, tiếp tục lại MB. MB, MB này rất là khỏe nha anh em. Lewandowski chuyển xuống. Một pha chuyển nhanh của Lewandowski cho Pogba nhưng không thành công rồi. Germany, không được. MB. Lewandowski. Pogba. Rafinha, Rafinha. Không được. Một pha đi bàn không thành công của Rafinha rồi. Mane. Taremi. Taremi. Chuyển cho Rafinha. Không được. Rafinha không có được hậu vệ mình rồi. Phạm lỗi rồi. Rồi bạn thay người anh em ơi. Cô rút vô. Đó. Mà bạn đã phạm lỗi rồi. Mình xuất phạt. Mình đang bị ho nha anh em. Nên cái giọng mình hơi ấy xíu nha anh em. Mình thông cảm nha. Rafinha. Đúng rồi. Lewandowski. Lewandowski quả bắn hay lắm. Lewandowski bắn. Sút không thành công rồi. Đánh đâu không được. Không được. Một vài bàn táo bạo của Lewandowski châm nhập đồng cống anh em. Và sút không thành công rồi. Taremi. Một pha thành công không thành công rồi. Bốp ba. MB. Rafinha chống kìa. Rafinha chuyển xuống đúng rồi. Sút. Wow. Rai anh em. Có Rai. Tuyệt vời. Một pha bồi rất là nhanh của Rai. Một pha chuyển cũng khá hay của Rafinha. Đây. Một pha phối hợp tuyệt vời anh em. Quan sát rất tốt của Rafinha cho Rai. Đấy. Rai chạy chỗ khá tốt. Đội này mình thấy con Rai này cũng khá ok anh em. Một con Rai Remaken Scam rất là ngon. Đó. Mà anh em đã quên lãng ít khi nào anh em dùng. Là những con mới không à. Thì nhìn chung anh em là có điều kiện thì có thể dùng mấy con mới mắc hơn. Đấy con Rai mình thấy khá ok chứ. Các bạn có phải đi bằng khá dị thừa và ra biên rồi. Thì số là 3-1 nha anh em. Một trận đấu cũng khá hay cho đội mình. Một lộn ngược dòng ngay trong hiệp 1. Có vẻ mạng hơi lắc anh em ơi. Hơi lắc. Đang lắc là Rai. Pogba. Hay lắm. Rafinha. Rafinha. Vẫn là Rafinha. Đi bắn. Vẫn còn. Pogba. Sút. Sút. Không được rồi. Lại một pha sút của Rai nhưng không thành công. Thì nó kết thúc anh em. Thì sự là 3-1 cho anh em. Mình lộn một dòng thành công anh em. Quá tuyệt vời. Đội hình này đã cũng khá ổn anh em. Ok anh em. Bây giờ mình trải nghiệm một trận đấu đó nha anh em. Đó cho anh em thấy ha. Một trận đấu đó đi. Đó. Chứ mình đã một trận đấu thì cũng không có nhiều cho anh em xem. Đó. Thì hai trận đấu đi để anh em hình dung được cầu thủ chạy cách di chuyển như thế nào, chạy chỗ dứt điểm. Đó. Đội hình này mình thấy hai con Gulip với con Pogba dưới là thấy là quá là cơ bắp rồi nè. Nó thu hợp anh rất tốt rồi. Ở dưới con Rai. Con Rai thì nhỏ con nhưng mà đá cam không sao nè. Vị trí cam không sao. Ở dưới thì có hai hậu vệ rất là tốc độ nè. Đấy bên kia là Jordan Ba. Và bên kia là Lát. Đó. Để xem trận đấu này mình sẽ đá như thế nào anh em ha. Đó. Bật bàn rồi. Còn hay lắm, Rafinha. Rồi. Đúng rồi Rafinha, một pha phối rất nhanh. Rafinha, tốc độ của Rafinha sẽ làm gì đây? Đi bắn, sút không vào. Một pha bắn quá tuyệt thật của Rafinha anh em. Nhưng mà cái dứt điểm cuối cùng ra ngoài, góc khá hẹp anh em ơi, góc khá hẹp. Nói chung góc đó thì hên xui thôi. Thì số nó là không đều. Đội bạn tấn công. Ronaldinho. Ronaldinho mất bàn rồi. Một pha về hỗ trợ phòng thủ của Rafinha. Ném bên. Hay lắm. Ronaldinho. Sút. Không thành công. Một pha sút quá nguy hiểm của Modrić. Sút từ xa anh em. Quá nguy hiểm. Và đó thì Van der Sar chụp rồi. Quá yếu rồi. Bắt đầu. Hay lắm. Rai. Vẫn còn Rafinha. Lắp. Lắp sao làm gì đây Lắp. Chuyển lên cho Lewandowski. Không được rồi. Không phải đường chuyền này khá vội vàng anh em. Nguy hiểm, nguy hiểm. Sút quá nhẹ rồi. Một pha sút quá nhẹ của Lewandowski rồi. Quả bóng vừa rồi có vẻ như là bị lỗi anh em. Bóng double hay gì đó sút nhẹ quá. Nó không xung căng. Thủ bạn các bạn khá lung túng anh em ơi. Khá lung túng. Đấy. Có vẻ khá lung túng. Phạt rồi. Sút lên. Đánh đâu không được. Modrić. Mấy thứ của cắt đầu nguy hiểm quá. Modrić hay quá. Một pha xử lý cực kỳ là đẳng cấp của Ferdinand. Một pha chuyền qua và anh đánh đầu hay thật anh em. Hay thật. Cho đó có phần may mắn anh em. Phần may mắn nữa. Một bạn chuyền qua đó hay thật nhưng mà Ferdinand nó đánh đầu rồi. Và có sút sau đó ra ngoài. Modrić. Và Modrić hay quá, là một pha chuyền banh rất tốt của Ferdinand.
Hay lắm, Rinoshi. MBB, một vài phối hợp giữa Uli Wadiski và MBB. MBB, anh sẽ làm gì đây MBB? Đi bắn, chuyển qua, sút, vào. Một vài phối hợp tuyệt vời giữa Lewandowski và MBB. Đấy, Lewandowski cũng là một con hàng cực kỳ chất lượng. Và MBB cũng còn một con hàng quá chất lượng luôn nè. Quá chất lượng luôn của sự kiện World Cup kỳ này. Đấy, đã phối hợp với nhau, ghi bàn. Tuyệt vời, 1-0 rồi. Mình vừa có bị một pha nguy hiểm lên là mình phản công lên nè, phản công phối hợp lên, bắt được tuyệt vời. Đó, MBB đi bán tốc độ. Các bạn không có ép sát em, mình thì mình cứ tập trung vô, mình sẽ tấn công mà cứ tốc độ này không sao hết. Đấy nguy hiểm, sút không bao, lại là Lewandowski và MBB anh em. Một pha hợp cực kỳ hay luôn. Quá tuyệt vời anh em. Thì một kết thúc anh em ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ hiệp 2 nha anh em. Hiệp 1 thì MBB và Lewandowski đá quá hay nè. Hai người phối hợp nhau quá hay nè mọi người. Đấy là MBB. Đấy là Lewandowski. Right. Right. Hay lắm right, tốc độ right. Right. Đi bắn con luôn, right. Té rồi, phạt đền không? Phạt đền anh em, một phạt sút của right mà. Bọn anh phạt bóng từ sau rồi. Phạt bóng quá nguy hiểm anh em. Phạt bóng quá nguy hiểm. Lại là Lewandowski. Sút vào 2-0 và một cú đúp cho Lewandowski anh em ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ơi, tuyệt vời. Một cú đúp cho Lewandowski. Đó. Trận đấu này thì quá hay, Lewandowski quá hay anh em ơi. Đấy, mình phải đá hai ba trận này để trải nghiệm anh em, để xem cầu thủ nó đá như thế nào. Tí mình phân tích cho anh em và mình có là chia sẻ cho anh em như thế nào. Và anh em cũng có thể nhìn theo cái lối đá của mình đó anh em. Đó, thì mình chia sẻ thôi. Mình không phải là mình đá hay nhưng mà mình chia sẻ cái lối đá của mình đó. Em xem đá như thế nào đó, thì anh em có thể học hỏi thêm một xíu gì đó. Đó, tiếp tục trận đấu nha anh em. Ronaldinho một bà kìa, hiểu chưa? Đúng rồi, một bà khá khỏe nha anh em. Huy năng một bà hay lắm. Đấy anh em, mà xử lý banh như là tình huống như là đấy, tốc độ đi qua Doski đi bạn đấy, anh em dừng banh lên, sút không vào, một pha sút sai quá nguy hiểm của đi qua Doski. Đấy anh em, phải xử lý banh bình tĩnh nha anh em, xử lý banh thì vào, sút vào, Gullit anh em, Gullit thì số là 3-0 rồi anh em ơi, Gullit đấy, anh thấy chưa, bình tĩnh xử lý banh là ghi bàn thôi. Thì nhìn chung á, anh em đã hết chưa hết á, thì anh em phải gọi là cái tâm lý anh em phải vững trước, anh đừng có rung trước đối thủ, bình tĩnh lại, giữ banh tốt là được, xử lý banh tốt là ok thôi, là mình có thể 50% là giành chiến thắng rồi đó. Mình coi đối thủ đá như thế nào nữa, mình bắt bài đối thủ. Đó. Nguy hiểm quá, Ronaldinho không vào, thấy chưa? Mình thấy Ronaldinho khoa nguy hiểm là mình cho thủ môn chạy ra lên. Ép gấp lên anh, ép gấp lên. Đó. Bật gấp nha. À nó pin. Hay lắm, Ferdinand. Nguy hiểm. Một pha có là gọi là phòng thủ quá hào hình của Ferdinand. Vừa nãy trận đấu hay quá mà cuối cùng là hào hình cho nó nguy hiểm quá. Mbappé, tốc độ của Mbappé. Cảm giác như đang bị lắc rồi, phải làm hay quá của MBB mà lắc rồi anh em, phạm lỗi rồi, mình sẽ sút luôn. Trời, lắc là sút, không được, không vào rồi, bật góc anh em, gần phút cuối mà bị lắc nữa nè, thật là xui xẻo thôi chứ. Đánh đâu, không được, một quả đánh đầu của Gullit có vẻ hơi bị gọi là với anh em, với rồi, trận đấu có lẽ đang đi về những phút cuối rồi anh em ơi. Thì số là 3-0 rồi anh em ơi. Các bạn không còn gì gọi là gỡ nổi rồi. 3-0 rồi. Coi như mình đã coi khúc cuối là mình cầm banh thôi. Đấy. Mất banh rồi. Gullit. Right. Không được rồi, mất banh rồi. Messi. Không vào. Nãy giờ mình thấy Messi mới lên tiếng nè. Đội bạn Messi quá là mà gọi là mờ nhạt. Quá là mờ nhạt luôn đó. Là mờ nhạt Messi luôn. Sút. Không vào, bạn xài quá hay trên này rồi. Có lẽ là đội bạn đã kết thúc rồi. Đúng rồi anh em, trận đấu kết thúc rồi. Chỉ số là 3-0 nha anh em. Bây giờ đội hình này đã khá ổn anh em, ổn áp nha anh em. Thì bây giờ ok anh em, bây giờ mình sẽ cho mình phân tích cho anh em ha. Cái đội hình là như thế nào. Đó, nói chung là mình thấy cái đội hình này khá ổn rồi đó. Mà đang leo top lên là ngon rồi đó. Chỉ có điều là anh em có thể thay một số vị trí gọi là mới của World Cup vô thôi. Ví dụ như con lát thì mình đã vẫn khá ổn nha anh em, vẫn khá ngon nha. Thì anh em có điều kiện thì mua con Hakimi World Cup cho vô. Đó. Hai con CB Ferdinand và Rodrigo là ok rồi. Jordi ba bên kia cũng khá ok, là khá ngon rồi, để ra ren ngon rồi.
Đấy, con 43. Anh em cũng có thể thay con 43 được. Hoặc một con nào đó như là con Busco, hoặc là con Veron, những con hàng mới em, là hàng mới World Cup á, đời Yon cũng được. Đó, còn con Gulip thì anh em cũng giữ cũng được, hoặc là anh em thay những con mới luôn. Đó. Thì mình đánh giá cái hình này á là ổn anh em, hàng tấn công khỏi thay cũng được. Rất là ổn rồi. Ổn áp rồi, rất là ngon rồi. Đó. Chỉ có hàng tiền vệ mình có thể thay sẽ một số con mới vô. Nãy như mình nói đó, đời Yon, CM này, Bosco. Đó, hay là những con mới là của World Cup á, những con mà đánh giá mà đã được á. Đó. Thì khá ok. Thì đó ok, nay là một clip beauty tiếp tục cho anh em. Beauty này 400 em nha anh em. Rồi này khá ok ổn rồi đó. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.